Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Cửa tiệm hạnh phúc, một đời người dài đến thế. Có lẽ điều mà con người luôn kiếm tìm đó là giá trị hạnh phúc của cuộc sống. Thật ra hạnh phúc luôn ở mọi ngõ ngách trong chúng ta. Nó có thể là những nụ cười, cũng có thể là những giọt nước mắt. Tất cả đều xuất phát từ thứ cảm xúc bình dị, điều vụn vặt trong cuộc sống. Cửa tiệm hạnh phúc chính là một cuốn sách bàn về những điều bé nhỏ, nhưng lại chứa đựng một hạnh phúc lớn lao. Cảm nhận về sách. Cửa tiệm hạnh phúc được chắp bút bởi Lazy là cuốn sách bàn về hạnh phúc. Cuốn sách này thích hợp dành cho những bạn trẻ tìm hiểu về hạnh phúc để chữa lành vết thương của chính bản thân. Hạnh phúc không phải là một khái niệm khó hiểu. Chúng ta thường biết đến hạnh phúc như một loại cảm xúc giúp cho con người có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống. Và nó tồn tại ở khắp nơi, ở bên trong chính chúng ta. Hạnh phúc không gắn liền với cuộc sống hoàn hảo. Trên đời này chẳng tồn tại ai là hoàn hảo một cách không tì vết cả. Cuộc sống này cũng vậy. Hành trình khám phá hạnh phúc nó đến từ những câu chuyện nhỏ góp nhặt lấy từ chất liệu của cuộc sống. Mà ở đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều thử thách. Có những ngày đi đến đâu thế giới cũng chỉ toàn là nước mắt, đau khổ bùa vây chúng ta. Bạn một lần nữa hoài nghi về hạnh phúc hoàn hảo. Đó là khi bạn nhìn cuộc sống của những người thành công. Họ luôn hạnh phúc một cách khó tin, đứng trên đỉnh cao của danh vọng như thế. Chẳng lẽ họ không có một chút áp lực gì sao? Xin thưa với bạn rằng trên đời này chẳng có ai là khổ hơn ai cả. Điều đó xuất phát từ cách đối diện với khó khăn của con người. Khi gặp khó khăn bạn than vãn, còn người thành công họ lại cất giấu nó đi, cho nên thứ bạn nhìn thấy chỉ là sự hào nhoáng của họ mà thôi. Thật ra chỉ cần bạn biết cách chấp nhận những thứ không hoàn hảo, cuộc sống bạn nhất định sẽ hạnh phúc. Cuộc sống hoàn hảo cũng chỉ là cái đích vươn tới, giống như cái đích trên chặng đường đua của một người tham vọng. Bạn vốn chẳng cần gắn mình với một hình ảnh quá hào nhoáng hay đẹp đẽ và một thế giới hoàn hảo cho riêng mình, bởi hạnh phúc sẽ quẩn quanh đâu đó trên đường đi, chứ thực chẳng phải nằm trọn vẹn ở nơi gọi là đích đến cuối cùng đó. Làm việc để sống, đừng sống để làm việc. Có bao giờ giữa cuộc sống vội vã bạn dừng lại và tự đặt cho mình câu hỏi, rốt cuộc bản thân sống vì điều gì chưa? Một ngày của bạn nếu không phải là vùi đầu vào đống công việc, thì cũng là học cả ngày sáng sớm lẫn tối muộn. Cho đến một ngày bạn chợt nhận ra rằng hình như vì mãi chạy theo công việc, mà đã bản quên bản thân ở một góc nào đó. Đúng là với cuộc sống ngày nay thì sức mạnh của đồng tiền là vô cùng lớn. Nó đòi hỏi thách thức dành cho những người trẻ là rất lớn. Nhưng cũng đừng quên rằng bạn làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc. Sự khác nhau giữa con người và robot chính là con người có cảm xúc, còn robot thì không. Đừng biến bản thân thành con robot chỉ biết làm việc mà không nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian cho bản thân để bạn có thể cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống nhé. Mọi bế tắc đều có đường ra, quan trọng là bạn có muốn bước đi hay không. Con người thường viện rất nhiều lý do để trốn tránh việc không muốn làm. Chúng ta thường có suy nghĩ tiêu cực khi gặp bế tắc trong cuộc sống. Đó là những ngày tồi tệ của cuộc đời, bạn lựa chọn lẩn trốn thay vì đối diện trực tiếp với nó. Nhưng kết quả nhận lại chỉ toàn là đau khổ. Hãy thử nghĩ xem nếu cuộc sống chỉ toàn rải đầy hoa hồng thì giá trị của sự cố gắng sẽ biến mất. Bạn sẽ không biết trân trọng hạnh phúc nếu như không trải qua vô vàn nỗi buồn không tên. Đời còn dài, thời gian còn nhiều, cho nên đừng vội bi quan bạn nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu không ổn thì chưa phải là cuối cùng. Hãy tìm cách để giải quyết rắc rối thay vì tìm lý do bạn nhé. Bạn được quyền thả trôi cảm xúc nhưng cũng cần có một deadline. Tất cả chúng ta tồn tại ở trên thế giới này đều là người bình thường, cho nên bạn không thể biến mình thành robot sống không có cảm xúc được. Chỉ là vào lúc mệt mỏi nhất, khi chạy đủ mệt rồi hãy thả trôi cảm xúc của bản thân, nhưng phải biết dừng lại đúng chỗ vì nó cũng cần một deadline. Điều sống không có kế hoạch và nguyên tắc, bạn sẽ chỉ làm việc một cách tùy hứng, và việc thả trôi cảm xúc quá lâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng bạn cần deadline cho tất cả những buông thả đó. Mãi sống trong những mảng tối sẽ chẳng thể nào bước được lại gần hạnh phúc. Giống như một bản nhạc, nếu chỉ toàn những nốt trầm sẽ thực sự buồn thảm đến mức nào. Nếu một ngày bạn gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn mất niềm tin và hạnh phúc, bạn không biết lựa chọn như thế nào khi đứng trước những khó khăn của dòng đời, thì hãy để bản thân bình tĩnh lại. Hãy ghé thăm cửa tiệm hạnh phúc để có những trải nghiệm thú vị về hạnh phúc trên trang sách nhé. Trích dẫn hay trong sách. Rồi bạn sẽ nhận ra, hạnh phúc vốn không gắn liền với một cuộc sống hoàn hảo, mà luôn trải dài, nay đây mai đó trên đường đi đến cuộc sống ấy. Bạn có thể chậm rãi khám phá và tận hưởng thay vì mãi chạy đua vì một điều không tưởng. Hãy cứ yêu thương và tin tưởng rằng mình sẽ được yêu thương. Bạn sẽ mạnh dạn hơn để cho đi, để sống khác, để là một người tốt hơn cho tương lai bạn hằng ao ước. Để rồi, dù yêu thương có quay lưng lại với bạn, lạnh lùng, vô tình như chưa từng tồn tại, thì bạn cũng cảm thấy thật an yên bởi đã từng cố gắng hết mình cho những điều đẹp đẽ. Hãy chọn cho mình một con đường sự nghiệp mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi bước đi trên đó. Cảm thấy được sống cùng nó chứ chẳng phải gồng mình lên để cố hòa vào đó. Chỉ khi đủ tự tin trên hành trình sự nghiệp, bạn mới giữ được hạnh phúc lâu dài trong công việc. Những lời ngợi khen hay tán dương cũng chỉ là chút gia vị nhẹ thật nhẹ thôi, chẳng thể sánh được sự tự tin, thấu hiểu về năng lực bản thân ẩn sâu bên trong bạn.
Hãy cứ để con đường hạnh phúc của bạn trở thành một cuộc hành trình khám phá, thay vì cố gắng nhỏ nặn, định hình nó theo những gì người ta nói. Cố gắng kiếm tìm bằng được những thứ ta tự cho là sẽ mang tới hạnh phúc cho mình. Bạn vẫn cần tự vẽ ra những điểm mốc hạnh phúc để biết mình cần đi về đâu, nhưng đừng để bản thân cố chấp lạc trong mê cung của chính mình. Bởi trên chặng đường đến từng điểm mốc nhỏ đó, bạn chẳng sai khi vô tình rẽ ngang hay tự cho mình tận hưởng những hạnh phúc chợt đến trong giây phút. Cuộc sống cứ như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Lời kết. Cửa tiệm của hạnh phúc chất chứa những hạnh phúc giản dị đến từ xung quanh cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ chẳng thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự nếu chỉ biết soi đến những đau khổ, mất mát. Hãy cho bản thân cơ hội sống tốt hơn mỗi ngày bằng cách suy nghĩ tích cực. Biết hài lòng với những gì mình có đó cũng là một loại hạnh phúc mà bạn cần ghi nhớ. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của mình. Hy vọng là những gì mình chia sẻ sẽ giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Thân.